Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình lại đây hôm nay. Mình sẽ tiếp tục với tựa game Lock Root ha. Thì lần này thì sẽ gọi là sao ta? Kết hợp giữa trái Phật Tổ với lại một vài trái khác trong PvP nha các bạn. Coi mạnh như thế nào nha các bạn. Xong rồi mình sẽ ra ngoài, mình sẽ kiểu nhận nhiệm vụ săn người các bạn. Đó, thì mình sẽ săn bên Hải quân nha, nên các bạn yên tâm. Kiểu có gì mình thua thì các bạn đó sẽ được bounty luôn. Nhưng mà mình lâu quá mình không PvP các bạn nên mình cũng không biết như thế nào nữa. Mình cũng sợ nhiều các bạn kiểu nói này nói nọ bạn, kiểu mình đi đánh bạn các kiểu á. Đó là vậy. Thì trước khi mình đánh thì mình sẽ gọi là sao ta? Mình sẽ nói trước nha bạn, mình sẽ chat với bạn đó trước là mình sẽ đi đánh bạn đó. Đó, để bạn đó có gì cho chuẩn bị tinh thần PvP 1v1 với mình cũng được để mình hoàn thành nhiệm vụ ha. Thì mình sẽ kết hợp giữa Phật Tổ và gọi là sao ta? Với một trái này cũng gọi là cũng khá là mạnh nha bạn. Đó, né được kiếm luôn. Thì né được kiếm, nói tới đây thì các bạn biết rồi đúng không? Đó, thì mình sẽ kết hợp Phật Tổ với lại trái chớp thử nha bạn. Xong rồi mình sẽ đi BB coi kiểu mình có bất tử hay không các bạn. Đó là vậy. Rồi ha, kiểu Phật Tổ giảm đam rồi còn được né kiếm nữa. Trời ơi, né hết luôn á chứ. Đã chứ bộ đúng không? Nhưng mà có một cái lỗ của mình á, đó chính là mình xài mát giác quỷ nha bạn. Nên mình chỉ xài melee mình đi sặc sặc thôi. Chứ chiêu chát quỷ chớp chắc mình cũng không nghĩ là không mạnh lắm đâu. Đó là vậy. Rồi ha, bây giờ mình sẽ kết hợp đây, mình lấy chát chớp ra. Rồi, và mình quên nhắc với mấy bạn nha bạn, là mình sẽ cho các bạn vào Grail ha. Đây, thì Grail của mình là có nhiều người rồi ta. Ủa, Grail nằm đâu vậy? Ở đây. Hiện tại là có 16 người thôi nha các bạn, là mình thiếu tới 9 người lần đó. Thì mình sẽ đi kiểu PvP với mấy bạn ở ngoài ha. Kiểu bạn nào mà thắng được mình á thì mình sẽ mời vô crew luôn. Đó là vậy, kiểu có phần thưởng chứ bạn đúng không? Có phần thưởng dành cho các bạn luôn. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai, cái đó là khi các bạn BB 1v1 với mình ha. Còn kiểu mình đi săn á thì mình báo trước với cái bạn bên kia là mình đi săn. Với lại mình cũng không có biết là kiểu bạn đó có biết mình hay không, với lại săn mà bạn nên mình cũng không có biết được đúng không? Là vậy. Còn mà bạn nào mà rủ mình kiểu BB 1v1 á mà thắng mình á, rồi mình sẽ mời bạn đó vô crew ha. À vậy rồi, bây giờ mình mời nè. Đây, mời bạn này trước nha. Bạn này tên gì vậy? Cường Pro Soccer. Rồi, phải không? Phải bạn này không? Rồi, mời rồi đó, tại bạn này giúp mình khá là nhiều nha bạn. Đó, bạn này giúp mình khá là nhiều. Nên để mình mời mấy bạn trong server này vô Grail mình ha. Tại vì mình cũng sao ta, mình chơi ké sao mà biết mấy bạn, đó là vậy. Rồi, mà bạn nói vô chưa? Bạn nói vô chưa vậy? Bạn nói đâu rồi? Em vô chưa? Đó, xong rồi mình sẽ ra server thường á bạn. Tại cái nhiệm vụ săn thì mình sẽ không tính ha. Không, nếu mà kiểu bạn đó mà kiểu rồi kiểu nếu bạn đó mà kiểu mình chat với bạn đó á là sao ta, mình chết với bạn đó là mình sang bạn đó á, bạn đó kiểu chấp nhận các bạn, xong là mình với bạn đó sẽ solo 1v1 á, bạn đó thắng mình ok cho vô luôn cũng được nhé bạn. Còn kiểu mà săn á bạn, mà kiểu mình chết bạn, cái bạn đó không có trả lời á, thì tại cái nhiệm vụ là bắt buộc mà bạn đúng không, cái nhiệm vụ là bắt buộc săn mà, nên mình cũng chịu nhé bạn, tại mình nói trước luôn đó, kiểu vậy. Chứ không thôi là các bạn sẽ nói mình kiểu đánh lén cái kiểu nữa, kiểu vậy mình cũng không có muốn như vậy lắm đúng không, mình kiểu muốn đánh 1v1 đẹp á bạn. Đó, thắng người thắng, không thắng thì thôi, kiểu vậy ha. Rồi, phần thưởng các bạn đó sẽ là được vô crew mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ ra server thường nha, mình sẽ kết hợp giữa trái Phật Tổ. Mình nói chung kết hợp được nhiều luôn nha bạn. Phật Tổ nè, chớp, lửa với lại ai luôn cũng được nha bạn. Trái diamond này thì từ từ để sau đi, mình kết hợp 3 trái luôn cũng được. Rồi ha, bây giờ chắc mình sẽ ra server thường đi. Rồi, thì hiện tại là mình đã ra server thường rồi ha. Ui, gì đây? Ồ, mình được trái xì binh luôn nè, ngon vậy. Ồ, lấy liền trái xì binh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp mấy bạn, mình sẽ xài bật tổ xong rồi ăn trái chớp vô. Đó, à có bạn chào mình nè. BB con mấy. Đó, BB không. Nếu mà thắng mình là mình sẽ gọi là gì ta, mình sẽ cho bạn đó vô Grail luôn. Đó là vậy. Từ giờ mình kết hợp trước đã. Từ nha. Chỗ này vô, có cái này vô. Đây, chơi chớp ở đây. Rồi, đây, cái chỗ mà nhận
Đây đây, nhận nhận nhiệm vụ săn người nữa mày, bên này. Từ từ bộ Phật tổ lên. Solo. Đúng rồi. Rồi ăn chiếc chớp vô. Ăn vô. Đó, rồi quánh thử coi. Ui, Phật tổ. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ từ. Ui, to vãi mày ơi, trái chớp khổng lồ, Ê, từ từ. Lụm chát quỷ. Đúng rồi ha. Ê, giờ, chết rồi bây giờ, nhưng mà làm sao giờ mình để mình bỏ trái quỷ đó ta? Hả ta? Làm sao mình lụm trái quỷ ta? Ai da, quên ha. Đúng rồi, mình quên cái vụ lụm trái quỷ hồi nãy mình cất vô sớm quá. Rồi đây. Để mình đi ra nha bạn ơi. Rồi hiện tại là mưa luôn nha bạn, thì có gì hơi to to thì các bạn thông cảm nha. Chớp kết hợp đây nhiệm vụ săn nữa bạn. Đây nhận thử chắc mình làm cỡ 1-2 nhiệm vụ nha bạn. Rồi, bạn xá giam BB khum. Mình thử. Ê, cái gì đâu vậy? Ấy ui, cái gì vậy? Gì vậy hả? Hắc hả? Ui. Ủa gì vậy? Gì vậy? Một hit toàn rồi. Cái gì vậy? Wow. Ô. Ghê hả? Ui. Có luôn à. Vãi. Mới vừa kết hợp. Chưa kịp xài luôn. Ồ. Ây. Anh đang quay clip toan rồi. À, bạn nói xài trên clip mình nó toan á. Trời ơi, tự nhiên xài vậy. Thôi, bạn nói xài một clip mình toan luôn á. Vãi thật sự. Rồi, rồi. Qua B. Đi. Để mình lấy lại Phật tổ nha mày. Thôi, mất luôn trái chớp rồi. Mà Phật tổ mình nhịn diễn nha mày. Chưa kịp làm gì luôn á, chưa kịp bơi, vãi thiệt sự. Rồi đây lấy hồn mình ra. Rồi thì chắc mình kết hợp nha bạn, mình kết hợp với trái khác đi. Cái gì vậy? Mình kết hợp với trái băng đi nha bạn. Qua đấu trường đi em. Qua đấu trường. Đi. Win anh thì được vào grill nha. Cố lên. Đó. Rồi đi. Ủa quên nằm bên này đúng không? Đấu trường đi, tại bên đó BB cao bạn. Ui, ở lộn. Bạn này bounty cao ngon nha. Tuyển được người bounty cao hợp lý đó. Đây vô đây. Thì mình sẽ kết hợp giữa băng trái Phật tổ và băng đi nha bạn cho nó vui. Rồi cuối cùng. Đợi anh xài từ từ để ăn chế băng vô đó. Rồi ok vô bê ấy á. Ông mình quên giao luật rồi bạn ơi, nhưng không sao, chạy đi, mình quên giao luật rồi nhưng mà vẫn được nhé bạn. Ôi Phật tổ luôn hả? Ghê vậy. Ui Phật tổ luôn kìa. Bạn kia quánh vô đâu có được đâu đúng không? Là trong BB hai người mà. Ui, mạnh vậy. Ui. Hay. Không hay khi né nha. Mà mình quên giao luật rồi. Em có xài không vậy? À, nhưng mà thôi, bạn này hay nha bạn. Ok. Bạn ok một bạn ok. Ủa bạn nó có xài hả? Ai bạn nó có xài. Thôi không sao. Thôi không sao. Ok, vậy bạn này thắng mình nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ tiếp tục bê bê với bạn khác nha bạn. Mình sẽ xài Phật tổ tiếp nè. Phật tổ mình sẽ kết hợp với lại trái lửa đi ha. Rồi, Phật tổ lần này mình kết hợp với trái lửa đi. Rồi, ok. Haki né thôi. Haki tay vẫn bật. Không bật Haki né thôi, thì kiểu đánh cho nhanh đó bạn, cho đỡ lâu á. Rồi ok, bạn đó thắng mình ha. Rồi vậy là Haki tay được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ABB nữa khung. Vậy là bạn cậu to này vô được nha bạn. Ok.
Anh có cái phút đó rồi. Ok, vô đây. Nhưng mà Rin, mà Rin BB được không vậy? Hồi nãy mà Rin với mà Rin BB được không vậy? Mà Rin với mà Rin BB được không ta? Mình cũng không biết nữa. Để mình thử luôn coi, coi mà Rin với mà Rin BB được không? Ok, vô đây vô đây vô đây vô đây. Qua đấu trường BB nè. Không Haki. Quan sát. Không ai kêu quan sát, không ai kêu quan sát. Ok, xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Từ từ để mình ăn vô. Với V3 nha. Đó, vậy là đẹp. Rồi ăn cái lửa vô. Đó. Mình kết hợp với mấy trái đi bơi bơi luôn mày. Rồi. Rồi. Vô. Vô 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 vô. Trời ơi, nhìn. Ui. Nhìn bữa vậy. Ủa, quả cầu tôi đâu? Quả cầu tôi đâu rồi? Vãi thiệt. Tôi nhìn mắc cười vậy. Nhìn bữa vãi mày ơi. Ủa cái gì đẹp vậy? Ui, cái chiêu vậy? Ủa cái chiêu của kiếm hay gì vậy? Ui, tính ra mình còn bự hơn quả cầu luôn mày. À lộn, quả cầu bự hơn mình chứ lộn. Mình không bê được, khó quá. Ủa đâu rồi bạn đó đâu rồi? Rồi không thấy gì luôn. Ủa bạn đó đây nè. Ui, ui ghê vậy. Hay nha, hay nha, hay nha, hay nha. Trúng rồi nè. Ui. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Được, 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 được. Hay 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 hay. Đây, vậy là bạn cậu to này là thắng mình hoàn toàn luôn nhé bạn. Hay quá. Rồi. Mình sẽ tiếp tục đổi cho bạn khác đánh ha. Kiểu mình bê bê với lại mấy bạn lần luôn đi. Xong rồi mình sẽ đổi qua hải tặc mình mời bạn đó vô nha. Còn mình sẽ để cơ hội lần sau cho mấy bạn khác ha. Bạn nào mà gặp được mình á trong bê bê á thì lộn trong ở ngoài server thường á thì bê bê với mình thắng thì mình sẽ cho vô crew ha. Ok. Rồi. Cái gì kìa, cái gì kìa, tôi. Cái gì kìa? Cái gì kìa, cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái gì kìa? Từ 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 đi quánh đi quánh đi quánh hình như quánh quánh nó được chát quỷ các bạn. Từ 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 để mình về 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 kêu quánh, về kêu quánh lẹ, về kêu quánh lẹ. Ủa đâu rồi cái chỗ về đâu rồi, đây 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 đây. Đây. Ngon 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 về về từ từ về quánh nè, về quánh, về quánh, về quánh, về quánh, về quánh. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cuộc chiến của những người khổng lồ à. Quỳnh rồi à, quỳnh con tăng là được chứ bị. Từ từ, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt à, đại chiến người khổng lồ, đại chiến những người khổng lồ, đại chiến những người khổng lồ, rồi quánh chúng nhau luôn phải vậy. Trời tay khổng lồ. Ghê, ủa gì vậy? Đang đánh nhau hả? Ủa, con quái đâu? Ờ quái bên này nè. Đây 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 đây. Ây à, da. Cái gì quánh chúng nhau tùm lum vậy? Ây, ây da, ây da, ây da. Trời ơi, trời. Vừa mà Grim vừa hải quân tùm lum hải tặc tùm lum hết trời ơi là trời. Hải tặc cái kiểu đủ thứ hết, quá trời luôn. Ủa xong chưa? Ủa xong rồi hả? À được nè. À mình đều mình giết được có một con rồi, mình được có 100 cái điểm tím đó mày. Cái gì ghê vậy? Đó, nổ lại nè. Thấy sức mạnh chưa? Rồi nổ hụt luôn, nổ hụt tùm lum tà lá hết. Ai vậy? Vô. Đại chiến người cũng luôn. Ai Rồi. Dạ đẹp nhá mày, giờ mình sẽ bê bê với bạn khác đi ha. Bê bê với bạn khác đi. Kiểu mình bê bê với lại một vài bạn thôi. Ủa chết là cái gì vậy? Ủa phá kênh nè. Phá con của ai nè? Mà con của ai vậy? Của ai nè? Vậy là mình sẽ cho bạn cậu to này vô server thường ha. Ở lộn cho vô crew ha. Chỗ qua hải tặc ở đâu vậy? Đây đây đây, lùm 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 phá con, lùm được phá con. Đùa thôi, của bạn nào trả nè, không lấy đâu. À, đi 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 đi. Đâu? Chỗ hải tặc đâu vậy? Để qua mình đổi cho bạn cậu to này vô nha. Ủa đâu rồi bạn đó đâu rồi, bạn kia đâu rồi? Rồi chỉ đi đi đi. Ở kìa. Đâu? Ủa bạn này chơi điện thoại hả? Sao nhìn lắc vậy? Rồi giật giật. À rồi rồi, ok. Ok. Cậu to vào grill nha. Cậu to chứ. Đây. Qua đây, 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 qua đây. Cho bạn cậu to này vào nhé bạn. Ủa bạn này, ủa fan mình mà. Ủa friend mà. Trời ơi, phát
Pokemon mình biết rồi, trời ơi mình cứ tưởng là cái gì ta, người lạ, mình cứ tưởng là không quen ai, ngờ cái tên thiệt nè. Bác Gamer 1991 HCM. Nói chung là mình rất là mong là bạn, mấy bạn mà BB thắng mình luôn á, tại mấy bạn hay á, kiểu mấy bạn có tài năng là càng tốt luôn mấy bạn ơi. Đó kiểu vậy. Hợp lý. Rồi. Ok, một bạn ha. Rồi. Ok. Vậy đợi anh qua Hải Quân. BB. Từ BB. Nguyên Anh thì được vào crew nha. Đó. Hợp lý luôn. Đây, mình làm kiểu tạo tiền đề cho các bạn vô crew luôn, hợp lý ha. Từ. Ủa. Hải Quân ở đâu vậy? Hải Quân ở đâu vậy? Hải Quân. Ủa, là chỗ qua Hải Quân nằm ở đâu vậy? Mình mới biết có chỗ hải tặc á. Để kệ cho mình quên. Không, ủa mà BB à quên, mình sợ mấy bạn kiểu có nhiều bạn kiểu nhận nhiệm vụ bao săn mấy bạn đó, là sợ mình sợ bị quánh toàn bao ti á chứ. Tại lâu quá mình cũng không có BB nữa. Đâu? Chỗ qua Hải Quân ở đâu vậy? Nhớ không vậy? Có ai biết chỗ qua Hải Quân nằm đâu không vậy? Nãy giờ mình kết hợp thì hết rồi hả bạn? Bây giờ mình sẽ chơi bằng Phật Tổ luôn. Tại nãy giờ mình cũng hết trái để kết hợp rồi. Đó, kiểu vậy. Rồi ha. Vô, biến bự lên tí. Từ. Rồi nha, ok, vô. Ui, quánh bay trên trời không vậy? Khó chịu vậy. Ghê vậy. Bay lên trời nè. Mình không bật Haki, không bật V3 nhớ bạn. Đó, là đẹp luôn. Ui, trúng luôn. Rồi đâu rồi? Ủa? Ôi. Đừng ra xa quá. Ra xa quá không nó kiểu đánh lâu quá bạn. Đánh lâu quá. Ủa rồi bạn kia đâu rồi? Ủa bạn đó đâu rồi? Ok. Rồi thấy bạn này rồi. Đây đúng không? Ủa cái gì vậy? Từ mình quên giao lại luật rồi. Mình quên giao luật rồi bạn ơi, không ra khỏi vòng nữa. Bạn này chạy cho chạy kìa. Ui. Đừng ra khỏi vòng. Kiểu ra khỏi vòng đánh lâu quá bạn, BB thì sẽ lâu quá. Đó, đứng trong vòng đỏ thôi là đẹp nè. Nhưng mà mình xài bật tổ mà sao bạn này đánh được? Kiểu vậy, hồi nãy mình kết hợp với bạn. À ok, đánh trong cái vòng đỏ này là đẹp nữa bạn. Đó. Đánh trong vòng đỏ này là đẹp luôn. Nổ ông chú ơi. Ừ. Trúng không? Lướt luôn. Ờ chết rồi, lướt ra ngoài rồi. Trúng nè. Ô ghê vậy, trúng luôn kìa, Super Human kìa. Trúng nè. Vô. Ơi. Ủa, sao nhiều bạn vậy? Từ. Ủa đâu bạn nào vậy? Không bật Haki, không biết bạn nào luôn á. À, bạn này đúng không? Bạn này còn tí nè. Mình không thấy ai luôn bạn ơi. Trúng không? Ừ, trúng. Hay quá. Đây. Nổ. Trời ơi, đúng rồi. Trúng chưa? Ủa bạn đó đâu vậy? Khó quá. BB lâu quá, BB vậy hơi lâu nha mày. Ấy, ôi trúng rồi kìa, bạn này trúng rồi này hay vậy? Đây, lướt vô. Đúng. Hay quá. Yeah, thắng rồi bạn ơi. Hay. Hay. Ok. Ủa. Từ. Giao luật lại nè. Lại nè, không ra khỏi vòng. Không Haki quan sát V3. Ok nha. Kiểu đánh cho nhanh đó bạn. Đó, rồi. Ai không đánh đứng ở ngoài. Ngoài đi. Đó, tại mình không bật Haki bạn, mình không biết bạn nào là bạn nào luôn. Rồi ok, vô. Vô. Ở cái này đứng cái này hả? Ở đây mình qua kia. Rồi ok. Ủa, đếm chưa vậy? Ơi từ. À 3 2 1. Vô. Vô. Ủa bạn nào vậy? Ủa à mình đánh bạn này hả? Ok. Ủa sao bạn này giấy vậy? Ui uống Phật Tổ đã thì các bạn ơi, Phật Tổ mạnh thực sự luôn á. Nhìn Phật Tổ mà gọi là chất lượng các bạn ơi, châu nữa. Ấy hụt vậy. Thôi vô vòng lại. Lố ra ngoài. Ủa, bạn nó có xe Phật Tổ luôn kìa. Biển bự kìa. Rồi biển bự đúng không? Vô đây. Vô, đúng rồi. Yêu, trời nhảy cao vậy. Vô. Ai sẽ là người chiến thắng?
Ai sẽ là người chiến thắng? Giỡn nè, giỡn nè. Ui, ủa, ồ, bạn Phật tổ này đúng không? Sao mình nhìn lộn người hoài ta? À, bạn này xài gì ta? Bạn này xài Yoru với Phật tổ nha bạn, chứ không phải là Phật tổ không. Đó, và khi biến Phật tổ là mình sẽ không thấy được cái cây máu các bạn. Ui, đã chưa, đã chưa. Yoru với Phật tổ à? Yoru với Phật tổ này, quánh trên không. Hai Phật tổ đánh trên không nhìn mắc cười các bạn ơi. Nhìn bựa thiệt luôn á. Nhìn hai Phật tổ đánh mắc cười quá. Phật tổ nè, ôi. Phật tổ nè. Ủa, mình đánh nãy giờ đúng bạn đó không vậy? Sao nãy giờ mình đánh không trúng gì luôn á bạn ơi. Nãy giờ mình thấy ờ rồi trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, rồi thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Ê, thắng được hai bạn rồi. Hay quá, 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 quá. Mình nói kiểu mà BB thắng thì chắc kiểu hơi khó cho mấy bạn này á bạn. Đó, nói chung là kiểu bạn nào mà nói chung là BB kiểu mà gọi là đúng luật nữa bạn. Cho mình giao lại ha, đúng luật nè, kiểu nhiệt tình cái kiểu đi. Không cần thắng được mình cũng sẽ mời vô reo luôn ha. Rồi, thì là nãy là bạn nào BB với vậy. Đó, anh mời vào crew nè. Rồi ok, thì nãy giờ chắc mình được 3 bạn các bạn. Mình nãy giờ BB với chắc 3 hay 4 bạn á. Rồi để mình cái gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ từ. Về kia. Để mình mời các bạn hồi nãy BB với mình vô crew hết luôn nha các bạn. Ok. Hồi nãy mình nhớ như là bạn Thanh nè, bạn Phát nè, cái bạn nào nữa ta? Mình không có nhớ nữa. Hồi nãy BB bạn nào ta? Ai à, quên rồi. Kiểu không nhìn tên đó bạn, hình như có bạn Du nữa. Rồi. Sao vậy? Sao ấy? Sao ấy cái gì vậy? Em lụm được. Ui ngon vậy. Ngon vậy. Được được nha. Thì mấy bạn trong reel á thì mình sẽ mời vô xe VIP ha. Nên các bạn yên tâm. Rồi. Nãy ai BB với anh? Bạn này đúng không? Bạn này đúng không? Bạn nào ta? À, hồi nãy hình như là mình nhớ bạn Thanh Tân này nè là một nè. Mình nhớ bạn này nè, Thanh Tân 1216 nè. Một nè. Bạn nào nữa? Bạn Thanh Tân này nè. Ờ à, bạn Messi đúng không ta? Hồi nãy có bạn Messi không? Chỗ hồi nãy ai BBB với anh rồi. Ai nữa để mình mời vô hết luôn. Hả? Messi đúng không? Messi Đức 10. Em chưa. Ủa, à bạn à, ok bạn này luôn. Ok hai bạn. Đó, hai bạn với bạn Phát kia là 18M luôn, ngon vậy. Mời rồi đó. Mời rồi đó. Rồi bạn Messi, các bạn rip đi luôn đi. Ok cho bạn rip luôn đi. Rồi bạn rip này luôn. Trời ơi, mình là tốt luôn các bạn ơi, không cần BB luôn. Chứ giờ BB thì kiểu dài, hơi dài liếu các bạn. Rồi. Ao. Anh mời rồi đó. Rồi đó. Ủa, mình mời hơi bị nhiều luôn quá chứ. Đó. Ui 20, còn 5 bạn nữa. Ui. Vô khá là đông luôn á. Ôi. Trời ơi, cái gì đông vậy? Từ từ. Ui. Rồi hai bạn nè. Bạn Thanh Tân đúng không? Thanh Tân hồi nãy giờ mình ở bạn Thanh Tân vô rồi mà. Thanh Tân nè đúng không? 1216 nè. Rồi ok. Mời em lại đi. Ủa? Thanh Tân Riêu. Rồi đó. Rồi Thanh Tân 1216 nữa là ai nữa vậy? Sao nhiều bạn vậy? Cái gì mà anh ơi cho em xin vô ru. Trời ơi khổ nữa rồi. Rồi ủa chữ L không thấy chữ L hơi nhiều. Em ao creo đi. Creo đi. Anh mới mời được. Bạn này chưa ao creo xin mời được. Các bạn dỗ nè, bạn này có creo rồi nè. Rồi, vậy là đẹp nhá bạn. Thì chắc là mình đã mời được mấy bạn thành công rồi đó. Mấy bạn mời, các bạn thấy Phật tổ BB mạnh không? BB đúng mạnh luôn các bạn ơi, thấy không? Mình thắng được hai bạn, hình như là mình thua một bạn. Đó là vậy. Rồi thôi. Ui bạn này có mochi luôn kìa, ghê vậy. Rồi chắc mình kết thúc đi tại đây ha.
Thì chắc clip lần sau mình sẽ tiếp tục dẫn đi BB và kiếm thêm thành viên nha bạn. Còn 4 thành viên cuối cùng nè. Vậy nha. Còn giờ thì bye bye.